thương mà mọi người sẽ chào đón An thôi. An có rất nhiều cảnh nóng với anh Tú trong phim, thì có những cảnh nóng có khó khăn với An không và phải diễn lại nhiều lần không? Đối với cảnh nóng thì chắc cũng thấy vậy thôi, chứ cũng không có nóng lắm đâu. Cũng may là em cũng được anh Tú hỗ trợ em rất là nhiều nên em cảm thấy cái cảnh nó rất là nhẹ nhàng đó đấy. Cái cảnh nào mà phải diễn lại nhiều nhất trong phim này vừa với anh? Cảnh là chắc là khóc, tại vì trong phim hầu như là thôi mọi người nên ra đạp xem đi. Nhưng mà em nghĩ là trong phim này em khóc rất nhiều, nhưng mà mọi người nhớ ra mùng 3 đạp, mọi người ra ủng hộ em nha. Phim này em quay khi nào? Thật sự là em không nhớ. Trước dịch không hay là trong dịch? Chắc tầm đó đó. Mọi người thông cảm là em không hay hay quên lắm. Em sắp xếp trong công việc nhà với việc đi đóng phim như thế nào? Nói chung là nó cũng khó khăn với An lắm, nhưng mà được cái là An được rất là gia đình rất là hỗ trợ An. Em có mẹ nên mẹ hỗ trợ An rất là nhiều nên em cũng an tâm để mình dồn hết cái tâm huyết của mình vào bộ phim. Lúc mình đi đóng phim thì con nhỏ thì mình giao cho bà. Dạ đúng rồi, mẹ An là người chăm em trực tiếp. Bé có dễ chăm chứ không em? Dạ. Bé nhà mình có dễ chăm. Chậm biết là em cũng ngoan đó chị. Nên ở bé bà rất là ngoan. Nên chia sẻ một chút xíu về cái câu chuyện của em đến với cái vai diễn này. Dạ thì vai diễn này á cũng em cũng phải casting, nhưng mà trong tình hình dịch nên em phải casting online và casting qua clip. Thì cũng may mắn là chắc là cũng nhiều sự lựa chọn lắm, nhưng mà cũng may mắn trời thương tổ đãi nên em được chọn làm vai chính trong bộ phim này. Sau vai diễn này thì em có nghĩ là em sẽ học thêm vai diễn viên? Dạ chắc chắn là có rồi, tại vì trời thương thì mình có năng khiếu sẵn nhưng mà cái đó vẫn chưa đủ. Mình diễn thì mình phải trau dồi mỗi ngày để mình có được nhiều cái sắc thái hơn, có nhiều màu hơn để có thể hoàn thành tốt hơn những cái vai diễn trong tương lai. Em có sợ cái chuyện mà ồn ào của mình trước đây sẽ bị một số khán giả nó bị ảnh hưởng về định kiến á, sẽ làm bộ phim bị hạn chế người xem? Dạ thì đối với An thì em mong mọi người sẽ công nhận An bằng thực lực của mình chứ không phải qua bất cứ một schedule nào hết, tại vì An cũng phải cố gắng, An cũng phải học hỏi và An cũng phải nỗ lực mỗi ngày chứ không phải đơn giản mà cơ hội và thành công nó đến với mình. Nên chỉ mong mọi người nhìn nhận, đón xem và yêu thương em nhiều hơn thôi. Em có thích scandal không? Dạ tất nhiên là không ai thích scandal hết á. Dạ. Nhưng mà nhiều người nghĩ là em thích cà khịa. Em hả? Ừ. Em hay đăng những cái tấm ảnh mà người ta nghĩ là em cà khịa một ai đó. Dạ không. Nếu như mà nói scandal tất nhiên là không ai thích. Nhưng mà nếu cái hay của cái scandal ở đây á, nó giống như một ngọn lửa vậy đó. Nó sẽ là ngọn lửa sẽ giúp cho mọi người, các anh chị nhìn thấy được đâu là vàng và đâu là thau. Thì mọi người yêu thương và chào đón An thôi. Dạ. Em chạnh lòng không khi mà mình là một diễn viên, nhưng mà hiện tại thì những cái gì mà mọi người biết về em á thì nó là những cái tin nó không có được tốt á, nó toàn là những cái tin tiêu cực. Thì mỗi lần mà em thấy những cái thông tin như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ nói không chạnh lòng thì cũng không đúng. Nhưng mà An mong rằng khi mà mình chỉ biết cố gắng mỗi ngày thôi. Chỉ là mong rằng những sự cố gắng của An sẽ được mọi người nhìn thấy. An chỉ sợ và chỉ chạnh lòng hơn khi mọi người không công nhận công sức của An mà thôi. Còn những chuyện khác thì An không quan tâm lắm. Hiện tại em còn bị anh Chí Phan tấn công nhiều không An? Dạ ổn ạ. Em ổn. Dạ em ổn. Tức là vẫn còn, nhưng mà mình đã bỏ qua những cái bình luận không tốt ở trên Facebook, dạ, đúng không? Thì cuộc sống mà mình phải nhìn những thứ tích cực chứ mình không thể nào cứ nhìn lại đằng sau lại được, đúng không ạ? Nên em cứ đường thẳng và em đi thôi. Khi mà em nhận cái lời mà đóng bộ phim này đó là lúc đó là nó sau scandal đúng không em? Dạ sau scandal là em nhận được lời mời đóng bộ phim này. Em có thấy có một cái sự trùng hợp hay là em nghĩ là không đâu, tại vì nếu như không có bộ phim này thì em cũng sẽ ổn định lại sức khỏe của em, cuộc sống của em và em cũng sẽ tiếp tục cái giấc mơ diễn viên dang dở của em thôi. Không có cơ hội này thì chắc chắn em cũng sẽ phải tìm cho mình một cơ hội khác để cho em bùng phát và kiểu như là có thể khám phá được những cái gì còn bên trong của mình mà mình chưa được bùng tỏa đó ra. Hiện tại thì cái việc mà mình nuôi con, nó vấn đề kinh tế nó ổn không? Dạ
em mong là mọi người sẽ tập trung vào khả năng diễn xuất của em thôi. Còn những câu hỏi khác thì em xin phép trả lời sau nha. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người. Lúc mà em đóng thì em đóng anh Tú có nhiều không? Dạ, dạ cũng nhiều. Thì những cái cảnh của hai người thì nó là những cảnh như thế nào nhỉ? Nói chung là em với anh Tú thiệt chứ cũng là cảnh cũng liếc qua liếc lại sơ sơ thôi à. Nhưng mà em nói thì có bị spoil phim á, mấy anh chị đâu, ra ủng hộ em đi. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là em có những cái cảnh tình cảm hay là có những cái cảnh mà đụng chạm thân mật không? Hay là chỉ là không có những dạ, cảnh đó? Dạ, cũng hạn chế lắm. Hầu như là cũng nhìn nhau bẽn lẽn thôi. Dạ. Em nhận xét như thế nào về anh Tú? Dạ, đối với em thì trước khi mà hai anh em gặp nhau ở ngoài, tại vì trong tình hình dịch thì cũng làm việc với nhau qua qua gì ta? Qua Zoom. Dạ. Thì em cũng nói với anh Tú là em là diễn viên mới, không có kỹ thuật nhiều nên mong anh Tú nâng đỡ cho em. Thì anh Tú rất là sẵn sàng, cũng giống như một người anh phân tích cho em là đoạn này em nên diễn như thế nào, giữ tâm lý ra sao. Thì em cũng phải cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Tại vì em cũng chưa được tiếp xúc với những anh chị diễn viên nhiều, và anh Tú là người anh đầu tiên nên chắc cũng anh cũng phải mệt mỏi với An lắm. Em có muốn nói điều gì với anh Tú về những cái sự mệt mỏi như vậy không? Dạ thì An cảm ơn anh Tú rất là nhiều. Khi những cái ảnh quay An mệt và anh Tú đã order bún đậu mắm tôm cho An ăn. Order bún đậu mắm tôm hả, nhiều không em? Dạ cũng nhiều lắm, chắc cho cả ekip luôn á anh chị. Em quay trong quá trình quay em có gặp khó khăn gì nhiều không em? Dạ nhiều, là chắc là em không đủ thời gian để ngủ để dưỡng sức cho những cảnh quay sau, chỉ có bị như vậy thôi. Còn đối với em trong quá trình quay phim là em rất là vui và tận hưởng những cái giây phút được trên phim trường. Tức là nguyên cả mỗi ngày em đi quay là từ sáng đến tối giờ ở phim trường đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mỗi lần như vậy thì có nhớ con không? Dạ nhớ chứ, hầu như là khoảng thời gian đó là toàn gọi Zalo cho em thôi, chứ lại trong dịch nên cũng không dám về với em nhiều. Nhiều khi nhớ lắm nhưng mà vì em nên phải cố gắng. Vậy là quay là ở đoàn luôn à? Vì dạ. Vậy nên là cũng không thể về với lại em đúng không? Dạ, sau khi mà em quay về thì em có phải cách ly này kia không? Để dạ có để chứ, an toàn cho em, em phải làm thủ tục này cái thứ. Vì em còn nhỏ nên em phải đảm bảo sức khỏe cho em trước. Em khỏe mạnh thì mình mới an tâm, mình xông pha được ạ. Mẹ có nói gì về việc con gái đi quay phim nhiều ngày như vậy để con cho bà cháu? Dạ không, mẹ em là một người rất là hiểu và ủng hộ con mình. Khi mà thấy em cứng cỏi và mạnh mẽ vực dậy thì mẹ em rất là sẵn lòng để hỗ trợ và support cho em. Nhìn lại cái chặng đường sự nghiệp của em á, trong năm 2021 bây giờ chuẩn bị khép lại để chuẩn bị bước qua 2022 á, dạ. Thì em có muốn chia sẻ gì, có nhìn lại em thấy như thế nào, được cái gì mất cái gì, vậy muốn nói thêm điều gì không? Dạ trong tất cả một năm em trải qua thì em nhìn nhận lại là mình tất cả chắc là sự yêu thương. Mình có tồn tại được hay không và mình có mạnh mẽ để bước tiếp hay không cũng là nhờ một phần yêu thương của gia đình và tất cả mọi người luôn bên cạnh em. Những kế hoạch của em trong năm tới là gì? Tết năm nay em Tết làm sao mà? Tết năm nay em sẽ ăn Tết ấm cúng với gia đình thôi. Tại vì em cũng đã bỏ một khoảng thời gian dài đi phim rồi, em chỉ muốn bên cạnh con gái em nhiều hơn. Chỉ là tập trung vô em nhỏ thôi. Sau này thì còn thêm dự án nữa không? Dạ, sau dự án này thì trời mọi cái sự chào đón của mọi người, để mọi người biết An là thật sự là một diễn viên thiên An chứ không qua bất cứ một cái việc gì hết. Thì An, nếu như mọi người yêu thương An thì An có thêm nhiều dự án mới thì An sẽ nhận thôi ạ. Tại vì An cũng muốn bung xả lắm rồi. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Dạ. Cảm ơn bé.